cập nhật giá niêm yết và lăn bánh mới nhất xe Honda Civic đầy đủ các phiên bản tại thị trường Việt Nam. Honda Civic, tiếng Nhật, Honda Civic là dòng xe hạng C, compact car, được sản xuất bởi hãng xe ô tô Honda, Nhật Bản. Xe được giới thiệu lần đầu vào tháng 7 năm 1972 và hiện tại Honda Civic đang ở thế hệ thứ 10. Tính từ tháng 9 năm 2015, phiên bản Honda Civic 2016 cho đến nay, Phiên bản nâng cấp Honda Civic ra mắt khách hàng Việt vào tháng 4 năm 2019 với những tinh chỉnh ở ngoại hình, trang bị và trải nghiệm lái. Đối thủ cùng phân khúc sedan hạng C cạnh tranh với Honda Civic gồm có Toyota Corolla Altis, Kia Cerato, Mazda 3, Hyundai Elantra, Chevrolet Cruze. Tại Việt Nam, Honda Civic 2021 được nhập khẩu từ Thái Lan phân phối với 5 màu sơn ngoại thất gồm trắng, đỏ, đen, ghi bạc, xanh đậm. Ngoại thất Honda Civic 2021 mang phong cách thiết kế OTOKOMAE đậm chất thể thao của hãng xe Nhật Bản. Phần đầu xe có nét tương đồng với đàn anh Accord, điểm nhấn là thanh nan to bản mạ chrome sáng bóng, hốc đèn sương mù halogen rộng và đèn pha full LED thon gọn. Thân xe xuất hiện những đường gân nổi tạo vẻ mạnh mẽ cho tổng thể, phần mui xe được vút cong về sau như một mẫu sportback. Đôi xe của Civic 2021 cũng được tinh chỉnh nhô cao mang đậm phong cách của chiếc cúp thể thao với phần hậu bề thế cụm đèn vuốt cong hình chữ C thiết kế nổi 3 giờ chiều vô bám theo mép trên của nắp đựng đồ độc đáo và lạ mắt. Nội thất, Honda Civic 2021 có không gian khoang cabin được mở rộng nhờ trụ A mỏng. Các chi tiết nội thất bọc da cùng các đường viền mạ chrome tạo cảm giác hiện đại và thể thao hơn trước. Ghế ngồi cũng được bọc da, tuy vậy chỉ có ghế lái tích hợp chỉnh điện, các ghế khác vẫn chỉnh cơ. Ngoài ra, Civic 2021 còn có nút điều chỉnh tích hợp đa thông tin, âm thanh, đàm thoại dành tay và ra lệnh bằng giọng nói. Cần số được thiết kế lại với kích thước ngắn hơn và bọc da ưa nhìn, phanh tay là loại lẫy điện tử thay cho cần kéo trên phiên bản trước. Một số trang bị giải trí tiện ích trên xe như màn hình cảm ứng 7 inch HD, thích hợp Android Auto trên Apple CarPlay, HDMI, USB trên AUX, Bluetooth. Bên cạnh đó, Civic 2021 còn trang bị cửa sổ chơi điều khiển điện và hệ thống điều hòa tự động có thể điều chỉnh trên màn hình cảm ứng. Có nhiều hộp để đồ được bố trí trong cabin. Động cơ Honda Civic 2021 sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất tối đa 170 mã lực và mô men xoắn cực đại là 220 Nm, đi kèm là hộp số vô cấp CVT, an toàn. Honda Civic 2021 trang bị khá đầy đủ các tính năng an toàn cơ bản như cân bằng điện tử, VSA, hỗ trợ đánh lái chủ động, AHA, hệ thống kiểm soát lực kéo, TCS, chống bó cứng phanh, ABS, phân bổ lực phanh điện tử, hỗ trợ phanh gấp, chế độ giữ phanh tạm thời, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi 3 góc quay và 6 túi khí, đánh giá xe Honda Civic 2021, ưu điểm, thiết kế thể thao, cá tính, nội thất được đánh giá đứng đầu phân khúc, đa dạng tùy chọn động cơ, trang bị nhiều tính năng an toàn hiệu suất cao, vận hành mạnh mẽ, nhiều tùy chọn về kiểu dáng gồm, coupe, sedan và hatchback, nhược điểm, hệ thống giải trí hoạt động không mượt, màn hình cảm ứng phản hồi còn chậm trang bị tiện nghi chưa thực sự ấn tượng giá khá cao tại các phiên bản cao cấp